Xin chào mừng các bạn đã đến với buổi live stream. Hai tuần vừa rồi thì cũng hơi căng thẳng. Nên là hôm nay không có cái cảm giác để chơi game á. Tôi cực kỳ ghét cái cảm xúc như thế này. Xúc như thế hắn sao vậy? Là mình hắn cứ nó tung nó mù lên. Nói thật thì hai tuần vừa rồi thì cũng hơi căng thẳng. Tuần vừa rồi thì cũng hơi căng thẳng. Nếu như ai đó của công ty tôi mà xem được cái này thì cũng thông cảm này. Các bạn cũng thông cảm này. Hôm nay có lẽ tôi sẽ nói tiếng tiêu cực thì than thở, tích cực thì trải lòng. Cái sao là hai tuần vừa rồi thì tôi đang ở cấp độ này này. Trước đây 2 tuần tôi đã ở cấp độ này. Bây giờ tôi lên tới cấp độ này. Thì khi team mà chỉ có 3 người thôi thì có chuyển lại hoàn toàn dễ dàng đúng không? Nhưng mà khi lên đến 5 người, 10 người, 20 người á thì đơn giản bạn cũng đã phải khác rồi. Nếu bạn là một leader thì bạn sẽ hiểu cái vấn đề. Nếu bạn ngồi đây xem cái buổi stream này, buổi talk to you này thì cấp thì bạn cũng sẽ hiểu được là nó sẽ khác như thế nào. Cũng chính vì đó thì tôi cũng hơi căng thẳng, lo lắng đủ thứ. Mình lo là mình không sắp xếp được thời gian cho mọi người nghỉ ngơi này, không bao quát được công việc, có nhiều thứ. Ở đây có bạn nào mà từng làm leader hay đang làm leader không? Khi các bạn đang từ một staff bình thường, các bạn được bổ nhiệm làm leader không? Các bạn có cảm giác nó khó khăn không? Tôi thấy nó khó khăn ghê lắm. Mà tôi nghĩ thì nhưng tôi nghĩ thì nếu mình mà lên level rồi, mình được bổ nhiệm rồi mà mình không căng thẳng hay không lo lắng thì cái việc đó chính là việc không ổn nhất. Chắc chắn việc đó thì sẽ không ổn nhất, vì khi bạn lên, bạn được bổ nhiệm từ start, bạn lên làm leader thì bạn phải có những cái lo lắng riêng của mình, đúng không? Và bạn cũng phải có cái cảm giác như vậy thì bạn mới trưởng thành được. Tôi nghĩ như vậy nên là dù có căng thẳng thì nó vẫn tôi nghĩ là nó vẫn trong tầm kiểm soát của mình. Đôi khi tôi cảm giác như công việc hàng ngày của tôi giống như chơi game vậy. Cứ hàng sáng bạn thức dậy, bạn sẽ phải làm những nhiệm vụ của ngày hôm đó. Và bạn sẽ nói như thế nào ta? Và bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ đó, nó giống như là nhiệm vụ hàng ngày vậy. Tôi nghĩ như vậy, nó giống như nhiệm vụ hàng ngày mà mình phải chơi. Và cái cảm giác lo lắng của mình giống như là khi các bạn chơi một trò indie, các bạn bước qua một màn mới, lo lắng biết con boss đó như thế nào rồi này kia kiểu vậy. Nhưng mà cảm giác hiện tại thì tôi không thích, hoàn toàn thích. Mà tiện đây tôi cũng cảm ơn là những người đã đến thời điểm hiện tại là như là tròn 3 năm rồi. Cảm ơn những người đã nhận tôi vô công ty. Cảm ơn những người đã nhận tôi vô công ty. Cảm ơn những người đã training tôi.
và đã giúp đỡ tôi trong khoảng thời gian tôi ở công ty. Nói giống như là mình chuẩn bị nghỉ rồi. Để nói về tôi thì sao ta? Tôi là người thích hay là đam mê về ba cái loại tăng level á, ghiền ngấm những cái mà năng lượng mà giúp cho mình phát triển, cho dù nó tiêu cực hay tích cực tôi đều thích. Và tôi là cái kiểu mà một tuần đó là tôi luôn dành khoảng thời gian nằm hay ngồi hay đứng hay uống ly cà phê hút điếu thuốc cũng vậy, là tôi đều suy nghĩ là tuần vừa rồi mình làm được cái gì, mình đã phạm những sai lầm gì, cần khắc phục những gì và mình đang làm tốt những cái gì, kiểu như vậy. Tất nhiên là sẽ có những tuần nó bận đến nỗi mà bạn không thể nào bạn suy nghĩ được thật sự luôn. Có những tuần mình bận đến nỗi mà mình không có thời gian thở, và mình không biết thời gian rảnh là thời gian như thế nào, định nghĩa thời gian rảnh là thời gian như thế nào, free time là như thế nào, mình quên mất cái khái niệm luôn. Và có những cái mà tôi sẽ khắc phục ngay tại thời điểm nó xảy ra vấn đề, mà mấy bạn ra làm công trình thì các bạn sẽ biết đó là sự hiện trường á. Đợt tôi cũng là người hay thích quan sát mọi thứ, để ý nhiều lắm. Tôi nhìn mọi người làm việc này, hay là ngồi xem thử là cái sự việc đó xảy ra thì nếu là mình thì mình sẽ xử lý như thế nào, mình có làm như cái người mà mình đang quan sát người ta họ làm không, kiểu vậy. Mà nói đấy thì sao ta, có một cái nhược điểm của tôi là thuộc cái dạng hàng hỏa này, là thuộc cái người nóng tính, nóng kinh đầu, nên là hơn 2 năm nay tôi phải sống chậm lại dưới cái mức mà trước đó tôi sống. Nên lúc đó cái gì cũng hấp tấp, cái gì cũng vội vàng làm cho xong. Mà hay cái là khi tôi làm ở vị trí hiện tại á, thì tôi lại gặp cha sếp bắt lại cũng 50 với tôi đó, kiểu như là cũng có cái kiểu là lo lắng mọi thứ đó, chướng tính kỹ đến mức mà mình cố chấp mọi thứ luôn. Tôi không ở cái tình trạng nửa vời được, một là một, hai là hai. Trong công việc tôi cũng không có cái kiểu là thế là được rồi, mọi thứ nó phải hoàn hảo nhất có thể. Nên nếu cái gì mà tôi làm chặt bài á, thường thường là tôi sẽ bị áp lực bởi cái nó rất là nhiều, đến mức stress luôn. Hoàn hảo hết sức có thể, cái điều đó là điều mà nếu như các bạn mà ai đang xem video này, mà ai đang xem cái live stream này mà có cái cảm giác như vậy, có cái tính khí như vậy thì nên, tôi nghĩ là nên tiết chế lại, vì nó thực sự nó cũng tốt mấy. Thực sự là như vậy luôn, nó cũng không, tất nhiên bạn có thì nó mọi thứ có một ít, cái gì nó quá có thì cũng không tốt. Tôi thì tôi hay vùi đầu vào công việc lắm. Nhiều khi vợ tôi cũng có cảm giác khó chịu mà tôi biết đấy. Nhưng mà bản chất rồi, thay vì tôi thay đổi bản chất thì tôi sẽ làm thêm một việc nữa. Thay vì bản chất tôi là vùi đầu vào công việc thì tôi làm thêm một việc nữa, và quan tâm gia đình nhiều hơn xí. Chứ ngày xưa là tôi
máy cũng công việc ấy. Tăng ca là không ngại chứ, cần là em tới tăng ca ngay, không có ngại chứ. Đi đâu cũng đi hết. Mà tôi là thuộc cái dạng là lấy cái áp lực của cái công việc này để giải tỏa áp lực cho công việc này, bạn hiểu không? Ví dụ như tôi đang áp lực về việc chia lịch thì tôi sẽ lấy một cái áp lực khác để giảm, để không nghĩ tới cái stress của việc chia lịch nữa. Nó thành ra nhiều khi đó là nó rất là có lợi, nhưng có nghĩa là bạn lấy một cái việc A nó đang cái mức độ mà bạn stress về việc A đang cao này, rồi bạn làm một cái việc B. Việc B bắt đầu vụng làm thì sẽ có khoảng thời gian nó giảm stress lại, đúng không? Mình làm từ thằng B lại stress, rồi lại lấy công việc A mình chui vô lại, cứ làm vậy. Thì tôi thấy thì tôi ứng dụng khoảng 2 năm nay thì tôi thấy nó cũng có lợi, rất nhiều lúc có lợi, nhiều lúc tôi làm được rất là nhiều việc nhưng mà mức độ stress nó không lên quá cao. Nhưng mà có đôi khi thì xui cái là cả hai việc nó đều kiểu như là nó đều căng thẳng ấy, mà mình nhận double căng thẳng, triple căng thẳng, qua ra căng thẳng, dẫn tới mình căng thẳng nhiều hơn. Có nhiều lúc thì trước đây nhiều bát mà trước đây mới qua cái vị trí hiện tại khoảng cách đây 2 năm thì tôi được công ty đưa qua Nhật để training ở vị trí hiện tại tại công ty. Đến khi về nước có những thời điểm mà bạn cứ tưởng tượng là bạn đang làm việc trực tiếp với sếp bạn này ở bên kia, đúng không? Hai người việc với nhau, bàn bạc với nhau xử lý vấn đề trực tiếp. Khi bạn về lại Việt Nam bạn làm thì có những thời điểm tôi căng thẳng đến mức là khi tan ca về cái xe chạy ngang này, tôi muốn lao thẳng mẹ vào cái xe đi, đi luôn đi cho nó, kiểu như vậy. Và có những lần mà tôi cực độ nhất là lần nhận claim đầu tiên của khách ấy. Thì sếp tôi là một người căng thẳng, một người rất là cầu toàn, nên là khi làm việc với sếp tôi thì mình phải ít nhất là phải được 60-70%, nhiều thì được 90%. Nhưng mình không phải là người ta nên là mình không thể nào mình đặt 100% như người ta được. Nhận claim đầu tiên tôi nhớ biết cái cảm xúc của tôi là mình muốn nghỉ làm. Mình ngày đó tôi không làm được gì hết, nói chung là không làm được gì. Ngày xưa làm staff thì cũng có đôi lần nhận claim, nhưng mà từ BIM nên là có mức độ nó sẽ giảm xuống. Còn đây là bạn nhận trực tiếp từ khách hàng thì nó nói sao ta? Như bạn đang fly, nhưng mà bạn đang bay, những thứ bạn làm trước đó bạn đang bay bỗng bay bỗng đột nhiên một ngày người ta tát thẳng vào mặt bạn, phát bật tỉnh mẹ ngủ đi. Bạn kiểu cảm giác nó hụt hẳn mà nó khó chịu mà. Như nãy tôi nói đó, tôi cầu toàn ngay lắm, nên là khi mà cái gì chặt bài phát là người tôi cũng khó chịu lắm. Rồi dạo gần đây thì 2 tuần nay thì tôi hay nghĩ tới những lời mà tôi nói với staff khi mà tôi làm lần đầu tiên tôi làm leader tại Huế. Lần đầu tiên tôi làm leader tại Huế. Lần đầu tiên tôi làm leader tại Huế. Rồi các bạn chờ tí. Yeah.
Lần đầu tiên tôi làm việc tại Huế này. Khi mà tôi mới lên làm leader thì mọi thứ nó mới mẻ mà, nhiệt huyết nhiều lắm. Tôi nghĩ đó là khoảng thời gian tôi nhiều nhiệt huyết nhất. Đúng rồi đó, thời khoảng thời gian đó là thời gian nhiều nhiệt huyết nhất. Nên là gặp cái tính lúc đó là còn nóng, nóng hơn giờ rất là nhiều luôn. Bây giờ chỉ còn có 1/3 ngày xưa thôi. Có những câu nói mà bây giờ mình nghĩ lại với setup cũ, mình nói với setup cũ mình nghĩ lại mình rùng mình luôn á. Có những hành động khi mà mình nóng nảy á, thổ bàn, thổ ghế các kiểu rồi. Đó là những khoảng thời gian mà ngày trước khi mà tôi cũng có thời gian tôi nghĩ lại, về hàng tuần tôi nghĩ lại hết. Nhưng mà lúc đó tôi nghĩ, tôi cũng chỉ nghĩ bâng quơ là chắc do áp lực công việc thôi. Nhưng không phải. Cái nữa là do bản thân mình không biết giải tỏa cảm xúc hoặc là không kiềm chế được cảm xúc. Những cái đó giờ tôi phải học thêm. Hiện tại bây giờ tôi còn phải áp dụng những thứ mà mình phải giải tỏa được cảm xúc ngay tại lúc đó luôn. Hiện tại mà ai đó ở công ty tôi mà xem được video này á, mà xem được cái livestream này á, mà nói tôi vẫn còn nóng tính á, thì hãy biết rằng bây giờ tôi chỉ còn khoảng tầm 1/4, 1/3, 1/4 ngày xưa thôi, chứ không phải là kiểu như ngày xưa. Vợ tôi á, là nói tôi là người đa cảm, đúng là không nhạy cảm, nên là có nhiều lúc tôi sẽ phản ứng nó hơi bị thái quá so với tình huống. Kiểu tôi là tức là phải nói xả hết. Nó có một staff cũ từng nói với tôi là anh nghĩ hoặc anh thấy em nói là xong, em không có để bụng nữa. Đúng là như vậy, nhưng mà mình nhiều khi mình phải tiết chế cái cảm xúc của mình lại. Nếu như ai ở đây đang quản lý staff mà nói nặng lời này kia kìa, các bạn nên tiết chế lại. Vì đơn giản thôi, một team đó là anh em gia đình, chứ không phải là người ta là người làm công và bạn là người quản lý, không phải. Có đôi khi có nhiều người hỏi tôi là có hối hận về những gì mình đã làm không, ngoài mặt thì không, nhưng mà trong lòng thì có. Đôi khi có đôi việc tôi sẽ có, nhất là những việc mà nó bộc lộ ra từ lời nói của mình, bộc lộ ra từ lời nói của mình đó. Thì cái việc đó nó gây ra tôi hối hận nhiều hơn. Dăm ba câu trên mạng là gì ta? Bạn sẽ hối hận vì những việc bạn không làm. Đúng rồi, câu đó đúng. Vì tại sao lúc đó tôi không nhẹ nhàng hơn? Vậy câu nó sâu quá. Còn tính tôi á thì tôi nhớ rất là lâu nha. Khi tôi làm việc thì có vài thứ tôi sẽ note lại, nhất là về tính cách con người. Ngày xưa tôi là cái lúc mà tôi đang ở Huế, như nãy tôi nói các bạn á, tôi đang ở Huế thì tôi note hết lại luôn. Thời gian làm leader ngoài đó, làm việc với những cộng cơ hoàn toàn mới luôn á. Lúc đó tôi chỉ có khoảng 6 tháng tuổi ở công ty thôi, nên là mọi thứ tôi đều note lại hết. Vì tôi nghĩ đó là những trải nghiệm mình cần note lại, để sau đó là mình đọc lại, để xem thử những trải nghiệm của mình đó là như thế nào. Và thời điểm đó ở tại Huế thì nó cũng tạo ra con, nó cũng góp cho tôi một phần rất là tốt đến hiện tại bây giờ.
tôi knock lại hết. Là anh Niệm là người như thế nào nè, Ân là người ra sao nè, Tùng Béo là phải như thế nào thì Tùng Béo mới làm việc được tốt này, rồi anh Bảo là con người như thế nào, không ưu điểm nhược điểm, và sau đó tôi nên nói staff sẽ tôi nói coworker mà staff sẽ nhận xét chính bản thân mình, nhận xét lẫn nhau, rồi cho staff nhận xét đến bản thân tôi nữa, vì thực sự thì bạn không thể nào hoàn hảo được, đúng không? Có nhiều người nói hết không nên sửa đổi vì người khác. Đúng rồi, nếu như mà nó là tiêu cực, còn nếu như mà nó tích cực thì tôi sẽ phải sửa đổi, đúng không? Để cho tôi có thể làm việc được với nhiều người. Vì công ty tôi chạy thêm một cái sample là kiểu như là work in pair, work in group, kiểu làm việc với nhau, nên là để làm việc tập thể, để join vào việc làm việc với nhau. Thì nó nói ra mấy bữa tôi hay nói lắm mà người đây quên. Này quên mất. Thì khi mà các bạn làm việc cùng với nhau như vậy á, thì các bạn cần phải có những cái sửa đổi để cho các bạn có thể hợp với nhau hơn. Đúng không? Cái mắc mớ thì mình cứ giữ khư khư cái bản thân của mình như vậy, mình không sửa đổi để cho hợp với lại cái thời đại hơn, đúng không? Như Lý Tiểu Long nói là hãy là nước. Lý Tiểu Long đúng không? Lý Tiểu Long nói hãy là nước, uyển chuyển mềm mại thì đâu cũng được hết. Tất nhiên cái bản chất bạn thì không nên đánh mất rồi. Mình, cái bản chất của bạn là cái gì ta? Là cái để phân biệt bạn với người khác. Tôi chỉ có hối hận một cái là những staff mà cô worker đã làm việc với tôi tại Huế trong thời gian tôi ở bên Nhật để training làm vị trí hiện tại, thì họ nghĩ tôi không tác động được, tôi không có những lời nói để cho người ta có thể ở lại công ty. Điều đó điều hối hận cực kỳ lớn, vì tôi nghĩ họ đủ tốt. Thứ nhất, cái thứ hai là nói sao ta, vì tất cả mọi người đều xem nhau như là một gia đình, thì khi có ai đó rời bỏ gia đình đi thì tất nhiên bạn phải buồn, đúng không? Đó, kiểu như vậy. Còn có nhiều người, rất là nhiều người hỏi là khi mà em quan tâm về kết quả hay là quá trình ấy, thì tôi nói thật luôn, tôi quan tâm về kết quả. Và đối với tôi á, thì không có cái chuyện là sai lầm tạo nên thành công. Vì tôi là thế hệ thứ bao nhiêu của công ty rồi, nhiều người mắc nhiều sai lầm rồi. Thì mình nhìn vào sai lầm đó để mình rút ra, chứ không thể nào đi theo vết xe đổ được, đúng không? Mà tôi training cũng rất là kỹ nha. Nhưng mà có nhiều người vẫn đi. Những lần mà đi như đứa bùng bằng mát luôn, tạo cho mình stress thì mới chẳng được cái gì. Như tôi nói là tôi quan tâm đến kết quả, vì kết quả này nói lên bạn là ai, còn quá trình thì chỉ hình thành con người bạn thôi. Mà ở vị trí này tôi không tác động được con người bạn hình thành như thế nào, cái này có xã hội, gia đình và trường học. nói như mấy anh ở trên mạng là vậy. Còn về kết quả mình đánh giá được bạn là ai thôi, hiểu không? Có những thứ mà tôi vẫn còn hối hận là có những thứ tôi gieo vào đầu của mấy bạn trẻ bây giờ không khắc phục được.
có người trong công ty ở chức vụ lớn à, nói với tôi là bây khi mà tôi qua bên kia thì nói với tôi một câu là bây giờ anh ở vị trí mới thì anh sẽ phải nhìn, anh sẽ nhìn thấy được những gì anh đã làm được, những gì anh đã training, những gì anh đã dạy cho người ta. Và bây giờ là lúc mà anh sẽ nhìn lại một quá trình đi như vậy thì anh đã làm được gì tốt hay xấu, và anh sẽ rút được kinh nghiệm, rút được kinh nghiệm ở chỗ cái mà anh đã nhìn thấy trong một quá trình anh làm trước đó thôi. Thời điểm này thì nói về stress về công việc thì cũng đúng. Nếu mà stress mà đến dẫn đến tôi ra, nó phải là nhiều sự tác động lẫn nhau. À, cuối tuần vừa rồi thì tôi có đi đám cưới thì gặp một vài ông bạn vô tình thôi, vì tôi đi uống cà phê với anh Thiện bạn tôi xong thì tôi uống anh tôi xong thì khi tôi đổ xăng thì có gặp vài ông bạn học kiến trúc. Thì khi mà thì lâu ngày gặp nhau thì thôi mời nhau ly cà phê thì uống thôi, bình thường có gì đâu, uống thêm ly và kêu chai xì tin uống thêm. Mình đã rất là căng thẳng rồi không? Đi trò chuyện với ông anh tôi xong nó cũng giãn giãn bớt ra rồi, thì lại đến lượt gặp mấy anh cha nội đó nữa. Hỏi tôi đang làm công ty mô thì tôi làm công ty hiện tại của tôi đó. Nó bắt đầu mấy ông tề môi nói này nói nọ, nói là về overtime, về vấn đề giờ làm. Về mọi thứ ấy. Má, nó bốn thằng nó ngồi nó dồn mình. Ta làm công ty này thì đỡ tăng ca hơn này, không phải tăng ca 5 giờ về rồi các kiểu rồi đấy. Các bạn biết những cái mà mấy bạn hay đưa ra để so sánh công ty này công ty nọ nó hãm mà. Cực kỳ hãm luôn. Rất là hãm. Tôi không phải tôi binh hay tôi nói tốt công ty tôi, nhưng mà cái thực tế là tôi thấy này. Thì tất nhiên là có những vấn đề thì mình làm thì mình cũng không 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 ấy, thì môi trường nào làm việc thì nó cũng vậy thôi, nó có cái tốt nó có cái xấu của nó. Thì ví dụ bữa nay tôi nói thẳng với mấy bạn thôi, bây giờ mấy ông chọn như thế nào, tụi bay chọn như sao, ra sao, tụi bay chọn như thế nào. Nếu như tụi bay chọn ổn định thì công ty ta đang làm hiện tại nó đang đứng tốt, ok chưa? Còn khi mà tụi bay không chọn sự ổn định á, tụi bay ra ngoài làm thì tốt nhất tụi bay phải làm một cú hích thật là lớn, làm gì đó cú hích thật là lớn, giống như là Vico. Mấy bạn ở đây mà nếu mà là dân kiến trúc ở Đà Nẵng thì, hay ở núi Thành thì biết Vico của anh Thủ à? Hay là Shop Vico House ở Quảng Ngãi của Thiện Thiện trẻ chín mấy, nhỏ tuổi hơn tôi đó. Hoặc là bạn ra bạn mở như túi uniform, mấy bạn bạn Đà Nẵng biết mở luôn túi như túi uniform đó, làm trái nghề luôn, nhưng mà đó là cú hích lớn đúng không? Còn nếu như bạn chọn sự ổn định thì công ty tôi nghĩ công ty tôi không thiếu gì hết đúng không? Nhận đều 12 tháng lương, lương cao đúng không? Bonus nhận 1 năm 2 lần, bảo hiểm có hết, được đi du lịch. Rồi sao nữa ta? Tăng lương hàng năm, phúc lợi đàng hoàng, không? Phúc lợi đàng hoàng. Còn như mà mấy bạn mà cứ thôi cứ làm đến mấy 8 giờ
8 giờ sáng vào làm, 5 giờ chiều đi về. Mà mong muốn nhiều cái sample, nhiều cái phúc lợi thì thôi, các bạn giống như đứa con nít vậy. Các bạn chỉ đang mơ mộng thôi, nó hão huyền cuộc sống mà. Nó hay tác vào trong mặt mình lắm. Quan trọng là mình nhận cú tác ở trong tư thế nào để mình đỡ phải bị đau thôi. Đúng không? Mà mấy ông như đứa tôi hỏi, trong thời điểm hiện tại dễ hỏi lắm. Đó, thời điểm Covid tao đều được mọi thứ phúc lợi, không thua gì ngày thường hết, không thua gì thời bình thường hết. Lúc đó tụi bay có không? Không có, chắc chắn không có rồi. Nhiều ông đói thấy mẹ luôn thiệt. Nên đừng có so sánh, mọi thứ hy sinh đều có giá của hắn hết, đúng không? Đừng có so sánh. Còn tôi thì về cách chơi thì tôi thích chơi với những người già. Già hơn tôi nhiều luôn. Thích chơi, chơi. Nên là cái suy nghĩ của tôi nó cũng khác. Vì người ta nói ra những điều mà người ta đã trải qua rồi. Và mình thấy là nó có tư duy như vậy thì mình sẽ tốt hơn. Đúng không? Uống cái gì hả? Các bạn hay hỏi tôi uống cái gì? Uống cà phê. Hiện tại thì tôi cũng đang làm khuya nên là phải uống cà phê. Tôi làm lên những cái video về game này, những cái về talk show như bây giờ. Thật sự thì không phải là vì tôi muốn kiếm tiền từ nó, mà bây giờ tôi đã ổn định rồi. Ngày xưa tôi cũng làm như thế này thôi, một cái tai phone, một cái mic hàng lẫm lởm gắn vào máy tính, quạt thổi này phù xe kiểu như vậy. Thì bây giờ tôi ổn định rồi, ổn định hơn người ta thôi, thì tôi lại quay lại với nó, tôi lại sâu hơn, đúng không? Sâu cạc là cái gì này, đèn đóm như ra làm sao này, trang trí đó đằng sau, như các bạn thấy đằng sau nó sâu hơn, cái cam nó cũng ok hơn. Tôi đang tính đổi thành máy ảnh này, đúng không? CPU như thế nào, tay cầm chơi game như thế nào, sâu cạc như thế nào, phải phím chuột như ra làm sao, rồi loa nghe nhạc bình thường mình loa nghe như thế nào, kiểu vậy. Để con mình ra làm sao thì mình sẽ chơi sâu hơn. Ngày xưa thì chỉ đó biết cái một màn hình chơi game vậy thôi, nó không đem lại nhiều thứ cho mình, nên là thôi mình gác lại cái đam mê nó của mình lại. Mình sẽ đi làm kiếm tiền đã, rồi mình sẽ quay lại với đam mê. Tôi đam mê quay phim. Bây giờ thì tôi có điện thoại đối với edit, edo các kiểu, rồi After Effects, Premiere, rồi DaVinci Resolve, Final Cut các kiểu, tìm hiểu hết. Thì bây giờ mình có đủ điều kiện để mình tìm hiểu những cái thứ đó, không? Chứ còn ngày xưa thì làm gì có đủ điều kiện để có thể thấy ấy. Ví dụ như vợ tôi thích chụp ảnh, tôi luôn động viên là thôi mua, ngày xưa là thôi mua con 5D Mark 3 về chụp. Lúc tôi luôn nghĩ trong đầu là bây giờ nếu mà vợ tôi ra mở thì vợ tôi có thể lựa chọn được khách hàng chụp. Vì bây giờ cái đó không phải là cái chính nữa, mà chúng tôi không cần tập trung vào đó quá nhiều, mà chụp như là một thú vui thôi. Thì mình sẽ chơi sâu hơn flash các kiểu này, rồi setting máy ảnh như thế nào, cây đèn đó nó làm sao rồi đó kiểu đó. Thì bây giờ vợ tôi sẽ chơi sâu hơn, đúng không? Có nhiều concept hơn, người vợ tôi sẽ yêu cầu được concept, họ làm theo không làm theo, bà không chụp, ok vậy thôi, đúng không? Đây quảng cáo luôn là LM, các bạn thấy ở dưới dòng quảng cáo á, dưới cái ô bên tay tay phải các bạn,
Để LM Studio đó, à, LM Photography. Nếu bạn nào muốn chụp ảnh thì book phải. À, có link Facebook ở dưới luôn. Lên tiền. Hay uống cà phê ở đâu? À, ở đây có ông nào thích uống không? Thích uống cà phê không? À không, nghiện cà phê không? Như tôi thì có. Những quán ở Đà Nẵng mà để tôi hay tới á, thì không phải là nó mở từ xưa đến giờ rồi, hoặc là nó sẽ kiểu như là hơi hoài niệm một xí thì tôi sẽ đến. Ví dụ như hồi sinh viên, hồi năm lớp 12 là tôi uống quán đầu tiên là quán Tuổi Hồng. Quán đầu tiên là quán Tuổi Hồng, nằm ngay ngã ba đường Trần Phú, Phan Châu Trinh với Phan Đình Phùng á. Mấy ông ở Đà Nẵng mà tầm tuổi tôi á thì chắc chắn sẽ biết cái quán đó, hoặc là những chú, những bác lớn hơn, những anh chú và bác lớn hơn, ông rồi rất lớn hơn thì sẽ biết quán đó. Tôi uống quán đó là vì chú tôi dẫn đi. Ở quán đó nó nhiều kỷ niệm, bây giờ hiện tại tôi không biết nó còn không. Mình đi qua mấy lần hình như nó chuyển thành chỗ tập gym rồi gì hay sao. Thì chú tôi hay kể về khoảng thời gian mà khi mà khu tôi đang sống tại Đà Nẵng này, người ta vẫn còn gọi là quê á, đèn điện nó chỉ tới ngang chỗ cái tầm mà Bồng Binh, bây giờ nó là hầm chui, ngày xưa nó là Bồng Binh công viên á, đài phun nước công viên á đó. Mấy ông ở Đà Nẵng là mấy ông sẽ biết. Thì đó là rồi chú tôi vô đời như thế nào, rồi đọc sách đô la làm sao, rồi đón gì tôi đi ăn như thế nào, có nhiều thứ. Nói chung tôi hay nghe, tôi hay thích nghe những cái câu chuyện ngày xưa kiểu nó vui vui như vậy. Nó tạo ra cho mình cảm giác nó hoài niệm rất là hay luôn. Rồi chú cưới vậy tôi như ra làm sao, rồi về sống gần nhà tôi ra làm sao, kiểu vậy. Rồi khi mà học đại học xong á thì tôi quen bạn nhiều hơn, thì bắt đầu tôi biết đến quán cà phê Vân. Cà phê Vân là một ở đâu ra quen nhỉ, 143 Lê Lợi, 143 Lê Lợi đối diện Vietcombank ấy. Quán đó thì bình yên lạ lắm. Quán đó là quán duy nhất. À thực ra có hai quán. Sẽ kiểu như mà tôi thì tôi không thích ngồi những cái quán đông khách. Tôi chỉ thích ngồi những quán mà nó vắng khách thôi. Nhưng mà quán này là quán một trong hai quán mà tôi rất là thích ngồi đông khách. Thường thường mua một quán cà phê mà nếu như để làm cho bạn thích, thích thứ nhất là thích về không khí, đúng không? Không khí của quán, thứ hai là bạn thích về cà phê của quán. Nếu mà thằng nghiện cà phê như tôi thì chắc chắn là phải một trong hai thứ đó. Thì nhưng mà quán này nếu được về cà phê thì cũng chưa đúng gu tôi lắm. Uống thì cũng được. Nói chung không có quán nào ghé, để gần đâu đó được ghé quán đó cũng được. Nhưng mà tôi thích cái không khí. Tôi thích cái không khí của nó. Tôi quan sát được nhiều người, như hồi nãy tôi nói đó, tôi thích quan sát lắm, nên là tôi quan sát được nhiều người hơn, ở nhiều câu chuyện, nhiều mặt của vấn đề, nhiều mặt của xã hội ở tại quán đó. Và cái quán này quán đầu tiên, quán thứ nhất là tôi thích vì ngồi đông khách, là quán thứ hai là quán Má Già. Tôi hay gọi đó, nhưng thực sự ra thì tôi cũng biết quán Má Già nữa là tốn tiền chi nữa, vì nó nằm ở trước chợ Cồn á. Cái phần mà bây giờ, ngày xưa nó là khách sạn gì đó, ngày xưa nó là cây xăng, cái sau nó dẹp đi, nó trở thành bãi đỗ xe á,
Thì trước nó có một quán, trước khi mở rộng, sau khi mở rộng thì má vẫn còn bán. Lâu rồi tôi không xuống vì làm việc ở nhà mà. Cái quán đó là ngày xưa là, ví dụ cho ban ngày mà uống quán Vân á, vì tôi uống quán Vân nhiều là vì quán Tụi Hồng nữa, họ dẹp. Thì tôi uống quán, tôi nhớ thời đại điện đó là sữa quán Tụi Hồng, thì tôi qua quán Vân uống nhiều. Buổi sáng là sẽ đi uống quán Vân, còn tối mà làm đồ án ấy, thì các bạn biết rồi, dân học kiến trúc ấy, thì tăng ca nó là một cái điều hiển nhiên thôi, đúng không? Tăng ca nó là một điều hiển nhiên. Lục bất thành văn, cho dù bạn có nộp bài sớm, mà có xong sớm mà xong trễ thì bạn cũng phải, không phải tăng ca quen nhầm, cũng phải thức khuya, nó cũng phải overnight, các kiểu đó. Thì quán má già là quán tôi được bạn tôi dẫn đi. Nếu mà trời xe lạnh như thời điểm hiện tại á, thì của Đà Nẵng á, thì uống một ly cà phê nóng, cà phê đen nóng ở quán đó là số dách luôn. Đối diện còn bán đồ ăn vặt, đủ cái xoài cóc các kiểu, bánh mì thường đó. Nhưng mà thường thường tôi đi uống quán đó là vì nó có một cái quán ăn úp la đối diện gần ngay chỗ cái gì Trang ta, cái gì Trang bắn giày mà chỗ nhà hát Trương Vương á, là bên cạnh đó. Bên cạnh cũng cái Trang gì đó, Trang cái tiệm giày Trang gì đó, cũng lâu năm rồi Đà Nẵng đó. Thì mà úp la đó, rồi sau đó là đi ăn úp la xong thì ghé vô đó. Còn ngày xưa thì bắt đầu tôi tham gia Lady Killer cùng thành viên của Mr. Hitler, bây giờ là có An Âu này, An Âu á, thì mấy người bạn mới dẫn tôi đi quán Tùy Anh. Tùy Anh là ở đường Lên Lý. Sau đó thì về sau thì khi mà chưa có công việc, tôi chưa tìm được việc thì tôi cũng đi làm quán cà phê Tùy Anh. Thì quán đó cà phê uống thì số dách rồi, bét rồi. Nói chung là buổi trưa mà tới buổi sáng sớm mà tới đó thì hơi đông vì quán đó là chơi cờ tướng à. Nhưng mà buổi trưa thì trưa tới thì ngồi một mình, ngồi ngẫm suy nghĩ rồi đó. Quán Tùy Anh. Tôi nghĩ quán của Tùy Anh là cà phê ngon nhất rồi, ngon nhất tôi uống đến thời điểm hiện tại. Với các bạn, như đó là tôi đang nghe ở đây có các anh hay các bác hay các chú nào uống quán Tùy Anh mà không hợp vị cà phê thì chịu, con chịu. Còn đối với con đấy là ok. Nhưng thời gian tôi làm ở quán Tùy Anh thì tôi biết đến Ravenna, tiếng Ravenna làm giày gì đó, giày mà có dấu mũi tên đó, Revenge thì rồi chứ đó, có nhiều người bạn nữa. Còn khi mà nói chung cuộc đời tôi gắn liền toàn với những quán cà phê, đi làm kiếm đồng tiền đầu tiên, đi làm part time đầu tiên thì là điểm nóng, cái sau qua quán gì nhỉ? Quán gì mà làm với anh Thuật, với anh Tuấn, anh Thuật ở Phan Châu Trinh này, sau đó là Tùy Anh này, đó làm nhiều quán, thường thường gắn liền với cà phê thôi. Rồi đi làm ở Vườn Phố là chị Thu, là chị là ngày xưa chị là quản lý cũ của chị là người mở ra cái điểm nóng á. Thì đi làm cùng đường phố thì cũng bán cà phê kiểu, nên thành ra trời tôi ghiền uống cà phê là chuyện đương nhiên thôi. Rồi còn một quán nữa mà tôi nghĩ là quán này sẽ không bao giờ có một quán thứ hai mà chạm đến cái cái ngưỡng của tôi là kiểu như là sẽ không có quán thứ hai tôi có cảm xúc như vậy nữa, đó là tiệm cà phê 46. Có thể tiệm cà phê 46 là thứ duy nhất tôi sẽ không tìm được nữa, tôi sẽ không tìm lại được lần thứ hai nữa. Nó nhiều kỷ niệm lắm,
cái thời điểm mà tôi biết quán cà phê 4 cái thời điểm mà tiệm cà phê 46 á, là tôi lúc đó là vừa ăn quả đắng quả nhân loại, ăn quả đời nên là ăn quả đắng, đắng cực kỳ đắng luôn, đắng không nuốt trôi được, và nó đến giờ tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác bể rồi đó, tôi chuẩn bị bê tha nơi rồi. Tôi vô tình thì tôi gặp anh thiện thì ngày xưa tôi có đi in đồ án thì cũng gặp ảnh, rồi hay in ếch Việt đấy các bạn. Ở đây ai mà ngày xưa học kiến trúc bằng lứa tôi thì sẽ biết ếch Việt, gặp anh Thiện. Nhưng mà thời đó tôi lại thân với, tôi lại nói chuyện nhiều hơn với anh Cường và ếch Việt. Bây giờ lại Việt Thai á, Việt Thai Thai ừ, Việt Thai ở y là ai đó. Nhưng mà sau đó thì ếch Việt đổi chủ thì tôi có đi làm tiệm in, thì anh Thiện của anh Thiện chỉ vẽ rồi cách sửa file rồi đóng file rồi canh lề canh lối các kiểu đó, làm lịch rồi cách làm cho khách rồi cách đóng rồi cách bấm đổ này kia. Thì tôi gặp lại anh lần nữa là 46, tiệm cà phê 46 đó là cột mốc luôn, vì lúc đó tôi vừa ăn quả đắng và ảnh là người từng trải nên anh cũng ăn nhiều quả đắng này. Theo luật bình thường của con người tôi á, thì tại thời điểm đó vừa ăn quả đắng xong tôi sẽ không tin ai hết. Nhưng mà nó đọc một cái là nó thôi bây giờ mình tôi lại tự nhiên tôi lại có cái suy nghĩ là nói sao ta, bây giờ nói nhưng mà cảm xúc nó vẫn ùa về nè. Là mình đi thêm bước này nữa xem tự như thế nào. Tôi lại nhận ra được một cái bất ngờ, rất là bất ngờ là anh Thiện đối xử với tôi rất tốt, vợ ảnh cũng không biết tôi là ai cũng đối xử với tôi rất tốt, cả nhà ảnh cũng không biết tôi là ai cũng đối xử với tôi rất tốt. Duy chỉ có tiệm cà phê 46 là làm tôi nhớ gia đình, nhớ anh em, cảm giác mình nhận được tình cảm của anh em, tình cảm của gia đình. Thì tôi là đứa con đầu trong nhà thì những cái cảm xúc mà khó tả lắm, nhưng mà khó tả lắm. Quả đắng là sao anh, tại sao lại à? Theo luật bình thường là khi các bạn nhận quả đắng ấy, nghe không, nhận những cái lừa, người ta lừa lọc các bạn ấy, thì các bạn sẽ có khoảng thời gian các bạn đéo tiền ai hết. Nói vậy là nó vuông đúng không? Đéo tiền ai hết. Nói vậy thôi. Nhưng mà tự nhiên tôi lại tin ấy, đó. Nhiều khi mình có những cái pha xử lý mình không biết được, mình thôi thả trôi đi, rồi tới đâu nó tới. Thì mà tôi gặp cái thằng tôi là tiếp người là nghi ngờ toàn bộ mọi thứ. Nhưng không biết tại sao lúc đó tôi lại thôi lạc bước vào đây đi. Mà không ngờ nên mình lại nhận quá nhiều thứ. Mình nhận ra mình có thêm một ông anh này, có thêm nhiều bạn, có thêm nhiều trải nghiệm cho cuộc sống nữa. Có ngày xưa buổi sáng là đông khách, mà thời điểm đó là thời điểm giống như thời điểm tôi refresh nữa, thư giãn đó. Tôi ngồi tôi nhìn các bác bảo vệ hay đến quán uống cà phê vào lúc 5:30 sáng, đọc báo ra làm sao, cặp đôi quen quen khi uống cà phê như thế nào, hôm nay thì chàng trai nó có giận cô gái đó không, rồi có những đứa trẻ tới đi học về thì tới đó rồi uống xì ti hút thuốc thì như thế nào, kiểu như vậy. Nhiều người mình quan sát, có nhiều người nhiều người họ chia sẻ với nhau, nhiều người nói chuyện với nhau, kiểu như đó. Mình có thêm nhiều trải nghiệm thôi. Mình trải nghiệm cuộc sống tôi nghĩ đó thuộc hai dạng, có nghĩa là bạn nghe người khác kể, sau đó là bạn sẽ được trải nghiệm trên cái những người ta kể, và cái thứ hai là bạn phải trải nghiệm trực tiếp.
có nhiều thứ bạn sẽ không trải nghiệm trực tiếp được, đúng không? Ví dụ bị tai nạn xe thì bạn không thể trải nghiệm trực tiếp được, đúng không? Mà các bạn phải và các bạn nghe người khác và các bạn tưởng tượng ra được nỗi đau mà khi người ta té xe, người ta ngã xe, thì từ đó các bạn sẽ rút ra kinh nghiệm, đúng không? Còn lại thì làm sao có nhiều thứ mình sẽ trải nghiệm trực tiếp được, nó sẽ không đụng đến da thịt các kiểu rồi đó, thì ok thì mình trải nghiệm thử, hoặc là nó không gây ra những tổn thất lớn thì mình trải nghiệm thử, còn đây tổn thất lớn quá thì làm sao mà trải nghiệm thử được, đúng không? Anh đi làm gì không à? Nhiều, nhiều lắm. Bắt đầu từ năm 2 tôi đã đi làm rồi mà. Bắt đầu từ năm 2 tôi đã đi làm rồi. Đúng rồi, từ năm 2. Từ năm 2 bắt đầu tôi đi làm. Phục vụ pha chế tôi làm miết. Đấy. Nhiều việc lắm, nhiều việc. Freelancer rồi các kiểu tôi đã làm hết rồi. Nên là thành ra là bây giờ con người tôi nó có sự trải nghiệm hơn. Tôi làm đa ngành nghề rồi. Ngày xưa tôi bốc đồng. Tôi là một trẻ mà bốc đồng đậu lớp, một đứa trẻ rất là ngoan. Kiểu như vậy, trong con người tôi bốc đồng ghê lắm. Nhưng mà khi đi làm rồi thì mình tiếp xúc với khách hàng rồi này kìa. Mình lớn rồi, người ta sẽ tự bày. Có nhiều người ra đời á, thì có nhiều người, nếu bạn làm phục vụ á, thì có nhiều người họ sẽ nói nhỏ nhẹ để bạn phát triển hơn. Còn có nhiều người là tát thẳng vào mặt bạn đấy. Dùng lời lẽ người ta tát thẳng vào mặt bạn đấy. Hoặc là bạn bị hắt nước, đúng không? Nhưng mà đối với tôi, tôi sẽ cảm ơn những điều đó. Và điều đó tạo nên con người tôi bây giờ. Quán tại sao lại nói tới quán ít khách mà lại hiểu rồi, có nghĩa là cái quán đông khách ấy, thì các bạn giống như tôi nói hồi nãy thì các bạn sẽ quan sát được nhiều thứ đúng không, các bạn sẽ nghe được nhiều câu chuyện và các bạn sẽ giả sử các bạn sẽ đóng vai trong đó đi chẳng hạn, hay là các bạn sẽ làm cái công, các bạn trải nghiệm gián tiếp chẳng hạn, có người ta kể cho bạn bè người ta nghe thì mình ngồi mình nghe thì mình trải nghiệm được nhiều thứ chứ. Khi mà các bạn quan sát, mà tôi là tôi thích kiểu như đó, tôi ngồi ở giữa một đám đông, tôi nhìn họ, tôi quan sát họ và tôi nghĩ lại mình vậy thôi. Còn quán ít khách thì bạn làm gì, có ít khách thì bạn là chiêm nghiệm hơn, đúng không? Các bạn sẽ có thời gian bạn đọc sách này, các bạn sẽ có thời gian các bạn ngồi nghĩ về cuộc đời này, các bạn làm đi cà phê, làm điếu thuốc, nghĩ về cuộc đời vậy thôi. Thứ hai cái đó thì các bạn nên tự trải nghiệm, nếu các bạn trẻ thì các bạn nên tự trải nghiệm cái vấn đề đó. Vì sao đi làm sớm vậy? Không, bạn bè tôi biết á, thì có nhiều người người ta đi làm từ năm người ta học lớp 10 kia. Người ta học lớp 10 người ta đã đi làm rồi. Thì các bạn trải nghiệm cái việc đó càng sớm thì càng tốt thôi. Đi làm thêm các bạn, phụ huynh thì thường họ nghĩ là các bạn vì thiếu tiền đi làm thêm, đúng không? Nhưng mà theo tôi nghĩ thì các bạn phải nên nói rõ với phụ huynh. Nếu như các bạn trẻ bây giờ đang muốn đi làm, các bạn nói rõ với phụ huynh là con đang muốn trải nghiệm. Và khi mà các bạn đi làm, các bạn cũng đừng đề cập, chỉ các bạn còn trẻ mà, các bạn đừng đề cập quá nhiều về lương, các bạn cứ đi trải nghiệm đi. Bố tôi ngày xưa nói chứ, nếu mày thích đi làm, tao đưa mày tới quán của bạn bố làm. Bạn bố làm chủ quán, tới đó là cho mày học kinh nghiệm, còn không được lấy lương. Ngày xưa tuổi trẻ mà mình không lấy lương thì làm gì? Bố mày không nói vậy là đúng không? Bây giờ tôi nghĩ là đúng. Trước 25 tuổi, những thứ bạn làm đừng có vì tiền mà các bạn phải học được những thứ mà nó thuộc về trải nghiệm, đúng không? Ở cuộc sống này bạn trải nghiệm nhiều thì bạn giàu, còn bạn trải nghiệm ít thì bạn nghèo vậy thôi. Rồi cuối cùng khi bạn chết được nữa, bạn lại được gì hết. Nhưng chủ yếu là trải nghiệm. Khi mà bạn nhiều được trải nghiệm thì con người bạn sẽ cứng cỏi hơn. Người bạn sẽ kiểu nó có kinh nghiệm rồi mà, thì các bạn sẽ đối phó với nhiều thứ nó sẽ tốt hơn.
là ít trải nghiệm. Anh làm ở công ty đó thì có phát triển không? Làm ở đâu thì cũng phát triển hết. Thực sự là vậy, làm ở đâu cũng có phát triển hết. Quan trọng là bạn có cái đầu óc để phát triển hay không thôi. Thực sự làm ở đâu cũng sẽ có sự phát triển hết. Anh có làm về kiến trúc không? Không. Hiện tại tôi chỉ làm một cái mảng nhỏ của kiến trúc thôi. Còn tôi không phải là thiết kế. Tôi không phải làm thiết kế, các bạn hiểu không? Tôi làm về dự họa kiến trúc. Nói tới đó thì có thể có nhiều bạn xem cái này thì đoán được là công ty nào rồi. ACG bắt chất lượng cao, bắt lịch các kiểu phim Lumion, phim mắt, Enscape, Twinmotion các kiểu nhiều. À, có không biết này. Không có nhiều thời gian dành cho mình nè. Đó, đó là một trong những cái giá bạn phải trả thôi. Còn thực sự ra thì như tôi thì tôi vẫn có thời gian dành riêng cho bản thân mình. Ví dụ như tôi đang ngồi đây. Đó, tôi cái webcam này. Nói chuyện với các bạn, đúng không? À, tôi ngồi tôi chơi game với cái webcam này. Đó là thời gian dành riêng cho tôi. Tôi vẫn có khoảng thời gian trống dành riêng cho tôi. Thì tất nhiên thì những công ty đa quốc gia giống như công ty tôi thì nó sẽ có nhiều mặt lợi, cũng có không ít mặt nó không lợi lắm, kiểu như vậy. Nó cuộc sống này nó chủ yếu là bạn muốn phải trả giá bao nhiêu thôi, đúng không? Bạn muốn trả giá ít thì được lợi gì, còn bạn muốn trả giá nhiều thì được lợi gì, vậy thôi. Lại còn trẻ, các bạn đừng đừng có thích an nhàn. Tôi luôn nói với những người mà đã ra khỏi công ty á, đã suy nghĩ á, đừng chọn việc an nhàn. Mình còn quá trẻ để nghĩ đến cái việc mình còn phải nghỉ hưu, mình còn phải nghĩ chỗ này kia. Cái lợi của mình đó là mình còn trẻ, những thứ mình làm nó cũng sẽ còn bình tĩnh, mình còn có nhiều thời gian để lỡ như mình sai mình có nhiều thời gian để mình sửa, nên là đừng chọn an nhàn. Công ty anh có tuyển à, vẫn đang tuyển đó bạn, vẫn đang tuyển đó. Nhiều vị trí lắm. Có nhiều câu hỏi mang tính dìm hàng vậy tôi không trả lời đâu nha. Mấy ông đừng có mang kiểu dìm hàng lên đây nha. Anh uống cà phê như vậy anh có biết nhiều là không? Tôi không biết nhiều loại cà phê đâu, tôi chỉ uống cà phê Việt Nam thôi, à, pha phin ra uống vậy thôi. Dạo gần đây thì anh của vợ tôi có mở quán cà phê, thì cuối tuần thì thi thoảng tôi cũng hay qua. Dạo gần đây thì thèm cà phê quá, tôi mua luôn thẳng cái chai bên quán, tự làm ra rồi mua thẳng cái chai bao nhiêu tiền đó, rồi bắt đầu tôi trả là về uống, giờ nào uống cũng được. Mà tôi cũng làm một cái thằng không uống cà phê mà. Nên là khi tôi uống cà phê tôi phải uống đây này, đây cái cốc này nó hết cà phê rồi này, nó hết cà phê rồi, nhưng mà khi tôi lấy ra cái ly này nó đầy vì làm việc nãy giờ đâu, thì uống gần hết cốc này cà phê. Tất nhiên có đá cho cà phê để tủ lạnh rồi, mình có thêm đá đường nữa.
Đông trà là một thứ không thể thiếu rồi. Tôi thích uống trà ghê lắm vì cà phê và trà là hai thứ nông nghiệp nó phát triển mạnh, gạo nữa. Nhưng mà nếu về uống để mà thư giãn thì có trà và cà phê là hai thứ nông nghiệp mà phát triển nhất trong cái lĩnh vực đó. Tại Việt Nam mình tôi luôn luôn uống. Anh đi làm nhiều vậy anh có biết pha chế không? Biết chứ. Tôi học lỏm nhanh lắm. Định lượng như sao tôi học, nhìn qua phát là nhớ ngay. Nên là dễ. Các bạn phải biết này, các bạn học một cái mới, đó là thời gian các bạn đang thư giãn cho những cái mà các bạn đang stress á. Đó là các bạn phải biết cái điều đó, có nghĩa là các bạn đang thư giãn với những thứ, và học một cái mới là các bạn đang thư giãn chứ không phải là các bạn đang khi mà các bạn học những cái mà các bạn thích từ thời gian rảnh thì lúc đó là không gò ép, các bạn không có, tất nhiên các bạn cũng sẽ có một, tất nhiên bạn phải, xin lỗi, tất nhiên các bạn phải đặt ra được một mục tiêu để mình hướng đến đúng không, nhưng mà không, cái đó là tạo sự hào hứng. Còn nếu như các bạn, ví dụ như có nhiều bạn đam mê học tiếng Anh mà học tiếng Anh gây ra áp lực thì thôi này, bỏ đã học cái bài thứ bạn thích rồi mà còn gây ra áp lực cho bạn nữa, bể lắm. Gì vậy ta? Cũng vui, cũng vui. Không, có nhiều thứ nó sẽ ảnh hưởng vào công việc của bạn lắm. Và đối với tôi thì khi bắt đầu vào làm việc thì nên loại bỏ tình cảm ra khỏi công việc. Nếu làm việc nó sẽ trơn tru hơn và các bạn sẽ không bị ràng buộc với cái gì hết. Làm công ty lâu chưa? Làm công ty đó lâu chưa? À, tôi làm được 3 năm. Thì tôi may mắn hơn những người mà cùng vô với tôi á, thì tôi được đi Myanmar nè. Không, may mắn những người sau này á, thì tôi được đi Myanmar nè, được đi Nhật. Công ty thì ở, công ty mẹ thì ở bên Nhật. À đây tôi không hướng nghiệp nha. Tôi không hướng nghiệp nên đừng hỏi này có hướng nghiệp như thế. Các bạn thích là một chuyện à. Các bạn ở đây theo đuổi đam mê là một chuyện à. Các bạn có làm được để cái đam mê nó nuôi bạn được không á, thì nó là một chuyện khác. Nghe nói anh có mở. Không, nếu như mà bạn đã mắc sai lầm thì bạn nên nghĩ đó là trang giấy nháp đi. Gonzo nó là các bạn có xem Đắp Việt không? Gonzo có nói đó. Gonzo có nói về vấn đề đó đó. Đúng rồi, bạn này nói đúng này, là khi các bạn lên một cái mức độ nào đó rồi đó, thì các bạn phải có sự lo lắng, phải có sự căng thẳng thì lúc đó nó mới tốt. Còn những người nhiều khuyết thì người ta thường hay nóng tính. Không không, tôi không nói là những người không nóng tính là những người không có nhiều khuyết, nhưng mà thường thường tôi thấy là như thế. Tôi thấy bên cạnh tôi những người nhiều khuyết thì người ta luôn luôn nóng tính. Còn bạn thấy kiểu nào được, đó là cái trải nghiệm của bạn. Trải nghiệm của tôi thì tôi thấy đấy.
talking to my friends like that's something that I'm used to. I never cash bells, I just wanted him to lose you. Puffing on the bush at Uncle Sam's. Who'd have thought that he would understand? I just never fall out, I just wanna win. I'm in it for the long run, I do this on my fam. Something is wrong with the way I don't know why. Tôi không có suy nghĩ tiêu cực như thế. Làm công việc thì ai cũng sẽ hỗ trợ nhau hết. Không phải là riêng gì bạn, riêng gì ở một bộ phận nữa, đúng không? Không, tôi không phải là con người liều đâu. Tôi mà liều thì tôi đã không làm công ty tôi rồi, thiệt, thực sự luôn. Tôi chỉ là con người chấp nhận trả giá, chấp nhận đánh đổi thôi. Còn liều thì chưa. Anh học trường là tôi học Duy Tân, khoa kiến trúc khoa K15 ở Duy Tân. Dễ phết nha. 4:30 rồi. À, khi mà bạn làm công việc mà cần phải tăng ca nhiều á thì bạn cũng phải học. Ví dụ tôi hiện tôi cũng học cái cách là sao ta? Có nghĩa là chỉ trong 1 phút đến 2 phút là tôi phải chìm vào giấc ngủ, và giấc ngủ tôi 5 phút. Nó phải chất lượng giống như 5-10 phút, nó phải chất lượng giống như giấc ngủ 1 tiếng, nửa tiếng hay 4 tiếng. Thì đó là cái mà các bạn cần phải học thêm. Để cho công việc nó suôn sẻ thì thôi các bạn chịu khó thôi. Cái này thì làm riết miết rồi cũng thành một thói quen. Ví dụ như tôi thì gần đến cuối ngày thì tôi hay sắp xếp lại cái lịch. À, ngày hôm sau sẽ có những công việc gì cần giải quyết liền. À, những công việc thì sẽ phải chờ, và trong thời gian chờ, trong thời gian free thì trong vòng 8 tiếng có khoảng thời gian free thì tôi sẽ làm cái gì tôi biết hết, nốt hết thì cái gì ta đây này, cái sticky note của Windows bạn đăng nhập vào, bạn đăng nhập vào máy của công ty bằng cái mail của bạn, về nhà lại đăng nhập với sticky note nó cũng bằng cái mail đó của bạn nữa thì công việc nó chạy suôn sẻ mà. Có những cái mà nó luật bất thành văn này, là các bạn cứ sắp xếp đi, là đầu óc bạn tối đó sẽ sắp xếp lại mọi thứ mà sáng hôm sau bạn cứ thành chặt. Không có căng thẳng đấy mà chạy bình thường có căng thẳng là gì. Chẳng qua là dạo gần đây tôi đang đổi từ vị trí này qua vị trí khác, có nhiều thứ phải lo hơn. Có nhiều thứ mình phải sắp xếp hơn thì lần đầu tiên bạn làm ở một vị trí hoàn toàn mới thì lần đầu tiên khi nào cũng vậy, bạn cũng phải có những cái lo lắng của mình chứ, cũng phải có cái những cái căng thẳng của mình chứ. Nhưng mà nó cũng không bằng cái lần đầu tiên tôi qua vị trí hiện tại. Lần tôi có vị trí hiện tại đúng mệt luôn, vẫn còn ác mộng với tận thời gian sau khi từ Nhật về khoảng tầm 4 tháng. Nhắm mắt lại mà nghĩ tới cũng rùng mình. Đúng rồi. Tin thì bạn mới phải, bạn dùng thì bạn phải tin, còn không tin thôi đừng dùng. Kiểu vậy. Tôi học được cái điều đó từ cha sếp tôi đó. Cha sếp nhưng mà cũng bằng tuổi thôi. Mình trải nghiệm của nó nhiều hơn mình. Ở cái bên công ty mẹ nên là thành ra nó có nhiều cái nó được được tìm hiểu và được trau dồi nhiều hơn.
Ông này nhân làm công ty tôi rồi sao nó nghỉ phải không? Ông lên spa làm gì? Không chơi nữa đâu nghe. Kệ mấy ông spa công ty tôi vẫn tốt. Được chưa? Thôi, còn tùy. Các ông nghĩ sao nghĩ tùy. Tôi không có, có điều khiển được các ông nghĩ cái gì hết. Hôm hiện tại thì tôi vẫn chơi thân với những người mà đã nghỉ ra khỏi công ty tôi thì vẫn chơi thân với họ chứ. Tất nhiên khi đi với họ tôi không nói chuyện công ty và họ cũng không nói chuyện công ty của họ nữa thôi. Anh làm như vậy thì thời gian là chơi game. Thì đó, đúng không? Thì bạn phải sắp xếp thời gian của bạn thôi chứ sao vậy? Bạn phải sắp xếp thời gian để bạn có làm những điều mà mình muốn làm. Thay vì bây giờ lịch công việc nó như vậy rồi thì thay vì ngủ nhiều thì ngủ ít đi thôi. Để chơi game. Gì đó kia có gì à, cái gì mà thời gian anh dành cho nhạc đó là lý do vì sao anh hay ngủ gật vào ngày chủ nhật à, à đó kiểu đó. Thì bây giờ đây thời gian mà dành cho game thì bạn sẽ ngủ gật vào ngày chủ nhật thôi vậy thôi. Không, tôi không có cái kiểu lững thững như thế. Có nhiều khi tôi mơ mộng nó thấy quá kiểu vậy. Trong đầu tôi nhiều thứ để kinh doanh lắm mà chẳng qua là đều dám làm thôi vậy cho nó nhanh. Không. Ngày xưa em làm leader, em cũng có vài câu nói làm cho staff mình buồn. Em biết việc đó nhưng mà không thể cứu chữa được anh ơi. Giờ nghĩ lại vẫn có cảm giác rùng mình. Cảm giác hối hận. Đúng rồi. Đó là trải nghiệm đó bạn. Nên biết ơn vì đó này. Bây giờ tôi vẫn biết ơn vì những điều đó thôi. Mà quan trọng là các bạn phải cười. Một ngày các bạn phải cười đủ tần suất và đủ tần số cười, đúng không? Vì nụ cười nó tạo lên sức mạnh vậy thôi. Anh có hay cãi nhau ngày trước thì có, hôm trước thì không. Không việc gì phải cãi hết. Khi mà đối phương các bạn càng căng thẳng thì bạn càng phải càng bình tĩnh. Bình tĩnh để bạn nghe những lời mà người ta nói, nhận vào, phân tích một cách nhanh nhất và trả lời lại cho người ta và làm dịu lòng người ta xuống. Nhưng mà các bạn sồn lên là bể liền. Các bạn sồn lên thì chẳng khác gì tôi ngày xưa ấy. Dở lắm, mất hay. Câu chuyện nó không còn hay nữa. Quen bạn ơi, vì thức khuya bây giờ cũng quen. Ngày xưa mới lần đầu thì thức khuya thì cũng mệt lắm, nhưng mà sau dần thì nó lại quen đi. Mà tôi lấy lại cái cân bằng khi giữa việc ngủ ít mà việc ngủ đủ giấc, lấy lại cân bằng nhanh lắm. Nếu như ngày hôm đó mà có công trình cần phải đến khuya hay là cần phải làm việc để giải quyết vấn đề khuya thì tôi sẽ ngủ sau bữa ăn tối. Tôi sẽ tranh thủ tôi nằm chợp mắt. Cái quan trọng là cái giấc ngủ chứ không phải là bạn ngủ bao nhiêu lâu, bạn hiểu không? Bạn ngủ 8 tiếng mà mê man bóng đè các kiểu thì thôi. Nó cũng chẳng hơn gì cái giấc ngủ 5 phút.
sao có thể để phát làm sao để phát triển ở một công ty. Thì bạn phải làm sao cho những người lãnh đạo người ta thấy được cái sự cố gắng của bạn chứ, đúng không? Không, bạn đừng nghĩ người ta chùi dập. Không ai chùi dập bạn hết. Lệch lệch nữa. Không ai chùi dập bạn hết á. Các bạn có nói xấu sếp mình không? Cuộc nhậu các bạn có nói xấu sếp mình không? Có đúng không? Có thì bạn bị nói xấu là chuyện đương nhiên đâu, đúng không? Tha Nốt có một câu rất là hay trên Facebook, người ta trích lại à, chúng ta luôn là kẻ xấu trong câu chuyện của một ai đó vậy thôi. Các bạn nghĩ đơn giản là như vậy thôi. Các bạn cứ sống đúng với các bạn, đúng với cái tâm của mình là không sợ gì hết. Còn ai cả xấu, đúng không? Các bạn có chắc là một ngày các bạn không làm chuyện xấu không? Rõ ràng vậy thôi. Muốn rưỡi rồi, nói chuyện được tiếng hơn nữa hay. Giờ này mà thức thì chỉ có mấy bạn đang làm đồ án thôi. Mình đang có việc gì cần phải thức khuya thôi. 4 rưỡi sáng thôi. 5 giờ kém 20 nơi rồi. Thức gì mà thức lắm. Tôi có công có việc thì lại khác. Mấy ông lo ngủ đi. Thức gì hùng. Anh có ước mơ gì trong đời không? Việc gì cần làm không? Có. Tôi ước và tôi cũng đang sắp xếp lên kế hoạch là tôi sẽ đi gặp rất là nhiều người. Người tôi muốn gặp đầu tiên trong cái danh sách đó, tôi muốn hoàn thành nó 2 năm tới là gặp ông viết, cái ông mà viết thư ở tại bưu điện Sài Gòn á, bưu điện trung tâm Sài Gòn á, viết thư tay cuối cùng á, hình như ông được nhận sách kỷ lục Guinness của Việt Nam đúng không, tôi quên mất tên rồi. Thứ hai là tôi sẽ đi gặp ông, gặp bác mà ngày xưa đã làm ra Vinasuki á. Thì tôi biết là ngày xưa ở thời điểm mà Vinasuki là công ty sản xuất ô tô đầu tiên của Việt Nam đó, tôi muốn đi gặp ông. Là hai người. Đưa vợ tôi đi Tây Bắc là ba. Nhìn nó ta nhiều lắm. Rồi tôi quay lại tôi gặp má già ở dưới quán cà phê hồi nãy tôi kể cho mấy ông nghe. Rồi mở một quán cà phê, tôi với anh Thiện sẽ mở một quán cà phê nữa, cũng lấy là tiệm cà phê 46 luôn. Ước mơ
Cái việc đầu tiên là tôi muốn gặp hai người. Đó là ông viết thư trong bưu điện Sài Gòn, ở tại bưu điện trung tâm Sài Gòn đúng không? Với lại bác gì mở ra Vinasuki á. Bữa trước tôi có đọc, hôm qua hôm kia cho đó tôi có đọc báo là hiện tại bác đang 80 tuổi rồi. Không biết trong vòng 2 năm nữa bác còn sống để mình đi gặp không biết. Tại sao anh lại thích gặp? Thì hồi nãy tôi nói rồi, tôi là con người thích hoài niệm mà. Tôi gặp những người nữa, tôi chỉ mong tôi chụp được một với họ, với hai ông đó một bức hình thôi, hai bác có một bức hình thôi. Tôi năm ngoái là hồi đầu năm á, thì cái cậu Grand chị tí hôn đó thì tôi cũng muốn đi thăm, nhưng mà dính bà nó cái Covid này, không đi thăm được. Thực sự tôi thích những người mà họ vượt qua nghịch cảnh, hay là họ là một cái nhân chứng sống trong một cái giai đoạn nào đó của Việt Nam, thời kỳ của Việt Nam. Em hỏi tôi này, ngày khi ra Huế uống quán cà phê nào không? À có. Nói sao ta? À, khi ở Huế thì tôi uống quán Chiều. Quán Chiều là quán cà phê mà tôi thấy cà phê ok nhất. Cũng thi thoảng mới tới thôi, nhưng mà thực sự là quán cà phê nó là quán cà phê. Vì Huế bây giờ nó nhiều quán cà phê nó kiểu nó răng say lắm, tôi không thích. Tôi thích cà phê phin này. Nếu uống cà phê Chiều nó hợp lý. Đằng sau thành thì phải, ở đằng sau thành, ở cửa nó cửa Bắc cả ta. Hình như là cửa Bắc à. Đúng là cửa Bắc. Cửa Bắc của Đại Nội, kinh thành Huế đó, của Đại Nội Huế đó. Thì uống ở đó nó ok hơn. Nó tạo nhiều cái mà tôi thích đó thôi. Đó, tôi đã phân tích rồi, tôi chỉ cần thích hai thứ là một là cà phê ngon, hai là không khí quán hợp thời nhớ khách. Không, cà phê đang sáng như thế nào á, có thể các bạn nói tôi là người cổ hủ, nhưng mà thật sự tôi uống được. Đi Hà Lan hay đồ đó là cà phê lạc như nước ốc. Hút vô cái này xong mới làm gì, không để lại một cái vị giác gì trong người mình hết. Hoặc là tôi không hợp với những thứ cà phê như vậy, bình phàm thôi, tôi là cà phê đang say vậy thôi. Nó trễ rồi. Tôi phải đi nằm nghỉ một tí, rồi sẽ tiếp tục công việc vào ngày mai thôi. Cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã bỏ thân xuống, cảm ơn cho nó thành tâm. Cảm ơn các bạn đã talk to me. Không, chương trình này chương trình talk to you, mà thực ra là tôi tâm sự chứ còn các bạn tâm sự bao nhiêu đâu, bạn còn hỏi không. Hy vọng chương trình này cái này lần sau thì các bạn tâm sự với tôi nhiều hơn nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ai chơi game với tôi thì add team tôi ra, từ team Lộc Viên Nick. Giống như cái tên ở phía dưới đó, cái tên ở phía dưới. Bạn add vào thì anh em mình chơi game cho vui, tôi cũng thích có nhiều bạn lắm. Rồi. Thôi trễ rồi. Rồi chúng ta đi ngủ. Bye. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cảm ơn.